nay thì mọi người đang có mặt tại phòng thu của nhạc sĩ Đỗ Hiếu để cùng thực hiện ca khúc Keep Me In Love. Đây là một bài hát mà Hà nghĩ rằng là khi mà Hà đặt nhạc sĩ Đỗ Hiếu viết ca khúc này cũng như một món quà kỷ niệm tất cả các bạn ở trong team của mình. Khi mà thời gian đi qua, các bạn nhìn lại thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có những kỷ niệm cùng với nhau. Và bên cạnh đấy thì để cho các bạn có những cái va chạm từ kể cả đi thâu âm, sau này biết đâu được có những bạn sẽ đi hát như Lily chẳng hạn, đúng không? Rồi là cho các bạn đi tập vũ đạo để các bạn được giải phóng hình thể của mình. Và tất cả những cái điều đấy cũng chỉ là cho các bạn được có thật là nhiều kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, và các bạn sẽ rút ra được rất là nhiều những cái bài học cho bản thân mình sau này ở trong nghề nghiệp. Đây là một ca khúc mà Hiếu đã phải chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại rất là nhiều lần để làm sao cho thật hợp với giọng của chị Hà và vẫn mang đến một nét tươi mới. Lời bài hát của ca khúc này thì sẽ có những cái từ diễn tả được những cái nét đẹp và những cái sự quyến rũ của các bạn trong team The Face. Hãy giữ em trong con tim, chẳng rời xa dẫu phút giây. Nó bằng hơi ấy. Ờ đấy. Ờ nhẹ nhẹ vậy thôi. Và hôm nay thì khi đi thu âm thì Hà không hề đòi hỏi là các bạn sẽ phải hát thật hay, bởi vì nghề của các bạn là nghề khác, nghề người mẫu. Nhưng mà Hà muốn là giữ chính cái hồn, một cái sự hồn nhiên của các bạn, để Hà thử hỏi xem là các bạn sẽ cảm thấy như thế nào sau vài phút lăn lộn ở trong phòng thu. Phương Anh thấy thế nào nhỉ? Em thấy rất là vui vì là lần đầu tiên được thu âm. Lần đầu tiên biết thế nào là cái cảm giác thu âm và nghe giọng mình như thế nào. Baby tell me what you said. One mà chưa hát, bà hát say rồi. Chưa dám nghe lại giọng hát của mình đúng không? Chưa. Thế còn Hà? Em cảm thấy rất là vui khi được đi thu âm cùng với mọi người và cùng với cả chị. Nhưng mà thấy rất là khó. Dạ. Baby tell me what you want. You want, tell me what you say. Nhẹ nhàng thôi. Không cần gì đâu, hát không. Chị thấy như là Ngọc làm khá tốt, không biết là Ngọc đã thu bao giờ chưa? Dạ, em có thu một hai lần lúc mà làm những chương trình từ thiện với lại các anh chị người mẫu. Ok. Ok. Thêm một lần nữa mà sexy hơn. Thêm một lần nữa mà kiểu nhẹ lại nó sẽ tell me what you want. Kiểu thì thà thì thầm ấy nhá. Còn Lily, đây là lần thứ mấy thu rồi nhỉ? Dạ. Như là lần thứ hai, lần đầu tiên là khoảng 2-3 năm trước ấy. Rất là vui, đây là lần đầu tiên nhóm có thể làm cái gì ngoài cái gì đó liên quan tới người mẫu, cho nên it's fun. I like it. Baby tell me what you want, tell me what you say. Doraemon là thí sinh gọi là dũng cảm nhất trong team xung phong vào khu đầu tiên. Cảm giác thế nào? Không phải không, trừ cái sự dũng cảm ra em còn là thảm họa âm nhạc nữa. Ôi anh ơi. Em thôi. Tell me what you say. Hy vọng là sau khi mà nhạc sĩ Đỗ Hiếu hoàn thành xong ca khúc này thì các bạn sẽ cảm thấy vui về những cái thành quả của chính các bạn và của cả Hà nữa. Và rất mong chúng ta sẽ có một cái MV thật là hay và được khán giả đón nhận. Bye. Đây là một bài thử thách mà rất là khó đối với các bạn. Để qua một cái bài nhảy như thế này thì các bạn sẽ phải tập trung rất là nhiều. Hà biết là rất là khó nhưng mà Hà muốn các bạn làm nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Đây là một sản phẩm đầu tiên giới thiệu các bạn tới với công chúng, và các bạn cần phải thể hiện rằng mình là những cái người thực sự tài năng và xứng đáng để cho mọi người yêu mến. Riêng Hà thì về vũ đạo thì khỏi cần bàn, dĩ nhiên là cái phần nhảy của Hà nó sẽ phức tạp và nó kỹ thuật hơn nhiều so với lúc mà Hà diễn chung với The Face. Sau khoảng 2 ngày tập mới phát hiện ra điểm mạnh của các cô là tạo dáng, tạo hình, thành ra mình sẽ đưa cái vũ đạo cho các bạn là vừa
quớt, vừa tạo dáng, vừa nhớ bài mà vừa nhảy chưa đúng nhịp nên là toàn là bị chạy theo thôi. Hôm nay là ngày tập thứ 3, cái team tụi mình tập chung với Vũ Đoàn Hoàng Thông. Chị Hà cũng muốn thay đổi cho mọi người có thể làm được những động tác nó nhẹ hơn và không bị quá phức tạp. Tại vì ai cũng quá mệt và phải tập cái thời gian quá ngắn. Tụi mình rất là mệt, và nhưng mà còn 3 ngày nữa thôi thì bạn nào cũng phải cố gắng. Làm mệt thần thao cho tốt. Mệt quá. Rất là mệt. I'm so tired. I'm so scared. Bây giờ tụi em cảm thấy rêm hết cả người rồi. Đứng thôi mà đã chân còn rung luôn, huống chi không biết nhảy nổi không. Thực ra Lily cũng đã từng dự định trở thành một ca sĩ, cho nên bạn ấy đã hiểu được vũ đạo như thế nào, cho nên là bạn ấy làm rất là tốt trong ngày hôm nay. Phương Anh cũng nhớ bài tốt, chỉ có mỗi Lê Hà, Khánh Ngọc và Huyền Thanh thì đang phải kiểu như là chập chững tập bò với âm nhạc. Chắc chắn là các bạn sẽ phải từ từ và hy vọng là đến cái ngày quay thì các bạn sẽ hiểu hơn về nhảy như thế nào. Xin chào tất cả các bạn, mình là An Nguy và hiện tại thì mình đang có mặt tại hiện trường quay MV Kill Me Love của chị Hồ Ngọc Hà và team The Face của chị ý. Thì mình cũng ở trong The Face cho nên mình chơi với tất cả các bạn, bao gồm cả team Hồ Ngọc Hà nữa, cho nên hôm nay mình sẽ đến để thăm các bạn và cũng tìm hiểu xem là hôm nay các bạn sẽ làm gì. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng hot nhất, sexy nhất, được các bạn gái mong chờ nhất. Trời. Giữa một dàn model đông như thế và đẹp như thế gì? Có lẽ mình có gì mình cũng phải bộc lộ ra hết, sống mũi chẳng hạn. Còn đối với mình thì thật sự đây là lần đầu tiên mình tham gia quay MV mà nó có một cái tính chất là rất là lớn như vậy. Hiện tại thì mọi người đang chuẩn bị cho cái cảnh quay đầu tiên. Ngay từ khi Thừa Thư nhận được cái demo của bài Keep Me In Love, lập tức ngay trong đầu của Thư hiện lên những hình ảnh của những bước chân trên sàn catwalk hoặc là những bộ đồ thời trang. Vì là một MV được thực hiện trong studio nên tốn rất là nhiều chi phí vào việc thiết kế và set up các bối cảnh, và mình có 7 bối cảnh để mà mình thay đổi qua thay đổi lại. Có một điều rất là thú vị đó là trong MV lần này, vì fashion mà mình muốn một cái gì đó nó chuyển động thật là tinh tế, nên mình đã có set up một cái giống như là một cái bàn xoay. Thì Hà và các bạn trong team sẽ đứng ở trên và diễn những cái vòng xoay đó. Sau khi mà xoay được mấy vòng thì các bạn lạng qua lạng lại, nó cho em chóng mặt quá. Chị Hà cũng đứng trên một xoay, nhưng mà chị Hà khó hơn một chút xíu nữa là xung quanh chị Hà có những cái dòng sắt. Chị Hà thì xoay một đường, còn một xoay thì xoay một nẻo. Nói chung là cực chóng mặt, nhưng mà chị Hà thực hiện cảnh quay đó thật là tốt. Phút chốc mỗi khi em ngừng nhìn thì mi cầm mắt ướt say đá. Baby tell me what you want. Hà nghĩ đây là một trong những cái cảnh quay đầu tiên mà Hà thích nhất, bởi vì là thể hiện được những cái body và những cái cơ thể rất là đẹp, và sự tương tác giữa mẫu nam và mẫu nữ có một cái sự quyến rũ nhưng mà không quá gần gũi. Và Hà nghĩ rằng là cái cảnh quay này nó thể hiện được một cái tinh thần rất là thời trang. Thì mình rất là ngại khi mà phải tiếp xúc với cả những người mẫu nam. Lúc đầu thì sợ lắm và cuối cùng cũng làm được một chút. Từ lúc mà quỳ xuống diễn thì vẫn cứ phải giữ lâu một chút để ống kính người ta còn đi xuống, dần dần đi lên cho nó. Từ ngày mà mình bắt đầu bước chân vào tập luyện cho đến tận bây giờ thì chị đều hướng dẫn từng ngày một.
chị luôn điều chỉnh những cái động tác hay là những cái sắc thái ở trên gương mặt để cho mọi thí sinh đều có thể một thần thái tốt và có những cái bước nhảy uyển chuyển và đẹp. Ngày hôm nay team của mình rất là mệt vì tụi mình chưa bao giờ được trải nghiệm qua MV và thấy cái cực khổ như thế nào của chị Hà. Và mới biết chị Hà công nhận là một người rất là chăm chỉ và rất là cố gắng. Thì phải công nhận chị có năng lượng của chị kinh khủng. Thì không hiểu tại sao chị làm được như thế. Bình thường Liên năng lượng rất nhiều nhưng mà riêng hôm nay thì thấy rất là đuối. Mấy cái đồ mà trong này á thì là tất cả là ý tưởng của Kelvin hết không? Ý tưởng trang phục dành cho cái MV này thì là ý tưởng của Kelvin và chị Hà cũng như là một số nhà thiết kế khác như là anh Cổ Long, Lý Quý Khánh và anh Tuấn Trần. Cái phong cách chủ đạo lần này thì nó có vẻ là những cái gam màu trầm. Có rất nhiều những cái nhãn hàng lớn đến từ nước ngoài đã hỗ trợ cho Kelvin cũng như là chị Hồ Ngọc Hà như là Gucci, Burberry, Max Mara, Christian Louboutin. Và rất là nhiều những cái nhãn hàng khác. Vì vậy mà tổng số trang phục đầu tư cho cái MV này rất là nhiều, đếm không hết nữa. Ok, cảm ơn Kelvin nhá. Và trong clip lần này thì mọi người có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cái nhà thiết kế khác nhau mong muốn là có thật là nhiều những bộ thời trang để đúng nghĩa là một fashion music video. Đây là một bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Lâm Gia Khang mà nghĩ là nhóm team của Hà và Hà rất là vui khi mà kết hợp cùng với Lâm Gia Khang cho cái cảnh quay đầu tiên này. Vì nhìn rất là thời trang, có ống tay nhưng mà không cần phải mặc. Cách chủ yếu của MV Kỷ Niệm Thiệt Hà đó chính là cách nữ quyền nhấn mạnh vào sức mạnh của người phụ nữ. Và những bộ trang phục này hầu như lấy tưởng từ những phong cách menswear. Ví dụ như chiếc áo vest hay những chất liệu rất là cứng như là bố hoặc là lụa dày. Tuy nhiên thì trên phần dáng menswear đó, Khang cũng thả hồn vào những cái sự nữ tính thanh lịch. Có lẽ vì cái phần concept của cái set đồ của Khánh dành cho team của Hồ Ngọc Hà lần này đó là cần phải có cái sự vũ đạo rất là nhiệt tình, cho nên là cái phần trang phục nó cũng phải phù hợp với lại những cái tiết tấu của cái bài Keep Me In Love. Và riêng về cái trang phục Khánh dành cho Hồ Ngọc Hà thì Khánh sử dụng chất liệu là ren, tại vì khi mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy được cái sự nữ tính và dịu dàng, nhưng mà không kém phần có thể nói là táo bạo và quyến rũ. Tuấn Trần thiết kế một bộ trang phục là vest và phối cùng với lại nón rộng vành, thì nó vừa mang một tính chất rất là cổ điển nhưng phát lên được cái sự năng động cũng như là sự hiện đại. Thứ nhất, các bạn có thể trình diễn khách quốc rất là tốt và cho các bạn rất là thoải mái trong việc vũ đạo. Và bây giờ được xin phép là được giới thiệu một cái nhà thiết kế trong MV Keep Me Love của chị Hà và team, nhà thiết kế Đỗ Long ạ. Xin chào anh. Cái ý tưởng của cái bộ trang phục anh dành cho MV Keep Me Love của chị Hà và team The Face của chị là gì ạ? Cái ý tưởng là Long muốn khoe tối đa cái hình thể rất là sexy của năm cô gái trong team cũng như là huấn luyện viên Hồ Hà. Trang phục này là nhấn mạnh vào các cái điểm cách ao, cắt khoét rất là táo bạo. Ôi giời ơi, chào anh. Rất vui được gặp lại anh sau The Face. Phong cách trang điểm của mình trong cái MV Keep Me Love là như nào anh? Thì với phong cách trang điểm rất là trẻ trung nhưng mà cũng rất là gợi cảm và năng động, và mỗi cái bộ đồ thì sẽ làm một cái phong cách trang điểm khác nhau. Điểm nhấn như là lông mi để cho đôi mắt có thêm sự gợi cảm của người phụ nữ và màu môi nữa. Xin chào tất cả các bạn và xin giới thiệu, đây là chuyên gia tạo mẫu tóc cho MV Keep Me Love của chị Hà và đây là anh make up ạ. Trong MV Keep Me Love này thì mình sẽ có rất nhiều kiểu tóc để phù hợp với từng bộ trang phục của MV này. Còn nói về phần make up thì điểm nhấn của mình hôm nay là màu môi, một màu đỏ mận thật là đặc biệt. Em xin cảm ơn cả hai anh và bây giờ chúng mình sẽ cùng đi khám phá xem là cái vũ đạo của MV Keep Me Love sẽ như thế nào nhé. Đây là một cái set mà Hà nghĩ là nặng đô nhất ở trong cái clip này, bởi vì đây là một cái bài mà Hà chỉ vừa mới tập mà Hà phải thể hiện được làm một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng mà cũng có một chút quyến rũ. Và những cái động tác của bài diễn này thì được biên đạo Ngọc Tú đã dựng rất là lạ nhất từ trước đến nay với Hà, bởi vì là cái động tác rất là mạnh mẽ, Hà phải nhảy dứt khoát hơn nữa so với những cái bài nhảy trước đây. Và thực sự là Hà rất là thích thú với cái cảnh quay lần này. Bye bye bye.
thần xuất hiện đấy ạ. Qua đâu? Không phải, em đang đợi là mọi người ăn xong rồi đi ăn luôn thử. À không, mọi người cô ăn xong rồi đi ăn luôn thử. Mời mọi người đi ăn bào ngư nhá. À vâng. Lần đầu tiên đóng MV thì chị thấy diễn xuất của các bạn như thế nào? Hôm nay là quay cùng với các bạn trong team, rồi cùng với các bạn người mẫu nam nữa, thành ra là được người này thì sẽ mất người kia, vô cùng cực. Mà càng về đêm thì sẽ càng những cái cảnh mà cần sexy hơn nữa. Mà lúc đấy nếu mà mệt thì không biết là các bạn sẽ diễn sexy như thế nào. Nhưng mà các bạn tốt hơn Hà rất nhiều với những ngày đầu tiên quay. Các bạn đã biết cái cách là diễn xuất quyến rũ như thế nào và làm tốt những cái gì mà đạo diễn yêu cầu. Trước khi quay MV thì em rất là háo hức và hồi hộp vì chưa giờ quay MV bao giờ. Và khi mà quay rồi thì biết như thế nào là khó. Cái cảm giác mới đầu thì cảm thấy rất là hồi hộp và không biết là mình có làm được không. Diễn thì chắc là cũng đơ đơ. Em chỉ muốn làm được cho tốt và diễn được cho, nói chung là được để mọi người được nghỉ sớm. 20 mấy tiếng mệt quá. Em thú thật là nhảy không phải là sở trường của em. Nhớ bài và cùng nhảy theo nhịp thì đó là một cái bài rất là khó. Nãy giờ thì các bạn đã cùng với mình chia sẻ các trải nghiệm của các bạn đóng khi đóng MV Keep Me Love cùng với chị Hà rồi. Bây giờ em xin phép là sẽ ra ngoài để tiếp khám phá cái quá trình làm MV này ạ. Xuất sắc. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chị Nguyên Thư, đạo diễn của MV. Trông rất ngầu. Đây là lần đầu tiên mình được ở hiện trường của một MV luôn. Ở ngoài thì khi mà quay lên như này trông có vẻ khá là vừa bộn, nhưng mà khi mà nhìn vào monitor ấy thì nó rất là xuất sắc luôn. Okay. Yeah, we're almost done. Not really. We're waiting for them to set up the set, and yeah, we're excited to work. Ready. You wanna show me your love? Okay. Okay. Xin chào mọi người đang chuẩn bị làm paparazzi. Trời ơi, đang quay mà cúp điện rồi, không biết khi nào mới xong nữa. Ngọc vừa ngủ dậy, chuẩn bị tiếp theo là sẽ quay catwalk diễn với lại nó và xuất sắc. Và đây là cảnh quay cuối cùng của các bạn model nam đã chờ đợi từ sáng tới giờ để quay cùng tất cả mọi người. Nhưng mà chưa phải là cảnh quay cuối của Hà và team. Vì vậy mà ngay bây giờ thì chắc có lẽ là xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn model nam đã cùng đến trong ngày hôm nay và đã cùng chờ đợi. Thank you so much. Keep me love. Sáng Hà vẫn còn ngồi đây, coi như là không biết diễn cái gì nữa rồi. Trời ơi! Chưa giờ quay một cái gì hay làm một công việc gì mà nó 24 tiếng liên tục cả nên rất là khó và rất là mệt. Xin chào các bạn, hiện tại đã là 9 giờ sáng và mình đã đến từ 9 giờ sáng ngày hôm qua và mọi người đã làm việc hơn 24 giờ rồi mà vẫn chưa xong. Có lẽ là bây giờ đến lúc mình phải đi về vì bản thân mình quá là đuối, nhưng mà mọi người vẫn đang tràn đầy năng lượng để tiếp tục quay MV và hy vọng là các bạn sẽ
ủng hộ và đón chờ MV Keep Me Love trong một ngày gần nhất. Bye bye. Bây giờ mình đang trang điểm cho lần cuối cùng quay hình này và rất là vui nên lần cuối cùng mình đã quá là mệt rồi, rất là muốn về nhà rồi. Bọn mình đã sức đến sáng ngày hôm nay. Dù là mình rất là mệt, mình đã phải quay hơn 24 tiếng đồng hồ cho đến tận bây giờ, mà trong 24 tiếng đồng hồ đó mình chỉ được ngủ được một giấc sâu là một tiếng. Thật sự là ai cũng đuối. Và hiện giờ Thanh còn đang rất đói nữa. Baby, keep me in love. Baby, keep me in love. Mình biết cái bài xoay như thế này thì Thái rất là sợ vì mình chưa được ngủ và cũng chưa được ăn sáng nên là rất là chóng mặt. Xong rồi, đi ra thôi. Đón xem Keep Me In Love. Đã xong rồi, đi về nhé, bye bye. Hết năng lượng, thức hơn 24 tiếng đồng hồ để quay và thực sự cảm thấy rất là mệt. Bây giờ cần một giấc ngủ ngon. Good night.